người lao động doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dịchvucong.gov.vn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn. Cụ thể, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.